Thiên Hào Radio, điểm đến của người yêu nhạc, xin kính chào tất cả quý khách. Ngày hôm nay thì các bạn đang đến với chuyên mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hào Radio. Mình sẽ giới thiệu đến cho quý vị các bạn những mẫu dây tín hiệu rất là tốt trong tầm giá, và ngoài ra thì đây là một trong những cái phụ kiện mà quan trọng bậc nhất trong bộ dàn mình đang cầm trên tay. Đây là sợi dây Digital Creston có độ dài 1 mét của hãng Analysis Plus, là một cái hãng nổi tiếng tại Mỹ, được thành lập năm 1993. Hãng sử dụng những cái cơ sở đo lường khoa học để có thể tạo ra được những sợi dây tín hiệu hay là dây loa, dây nguồn có chất lượng thật là tốt và đem lại được cái chất lượng âm thanh cải tiến vượt bậc so với có thể những cái hãng dây khác hoặc là những cái hãng dây không có tên tuổi trên thị trường. Thì trong tầm giá thấp, Thiên Hào Radio luôn khuyến cáo quý khách là lựa chọn những cái thương hiệu có đạt được những cái độ tin cậy như vậy, chính là dây Analysis Plus. Sợi dây này là sợi dây dây kỹ thuật số, đây có thể gọi là dây coaxial, nó sẽ là dây theo kiểu dạng đồng trục. Và ngoài ra, như số lần trước mình đã giới thiệu cái bộ dây tín hiệu solo Creston, thì đây là cái dây phiên bản digital, gọi là dây coaxial, và được làm chung với cái vật liệu theo như hãng tự hào ghi ở đây là Made with Solo Creston Copper, tức là sử dụng cái chất liệu đồng có độ tinh khiết cực kỳ cao. Và dây này thì sẽ theo như là đúng như hãng, là được làm với cái hình dạng là oval và nó được làm theo dạng là đồng trục và sử dụng cái đầu chuẩn rắc là RCA. Lưu ý đây là dây kỹ thuật số nhé các bạn nhé, dùng để truyền dẫn từ có thể các bạn sẽ truyền dẫn từ đầu CD hay là cái bộ cơ ra cái DAC để giải mã, tức là dây này nó sẽ truyền tín hiệu kỹ thuật số. Đây, ta có thể khám phá một chút cái kết cấu bên trong. Đó, chất liệu của dây rất là tốt, đầu giắc cũng như vậy, và được mối và được hãng Hàn thì hết sức là chuẩn. Đấy, đây chúng ta có thể nhìn thấy cái phần hàn vào đây, sử dụng chất liệu thiếc rất là tốt. Đây là đầu rắc khóa lại, khi các bạn cắm thì sẽ nới ra một chút, và khi cắm chặt rồi thì chúng ta sẽ siết lại để cố định được cái dây này không bị tuột ra trong quá trình mà chúng ta có thể là dịch chuyển thiết bị một chút xíu hoặc là trong quá trình sử dụng. Và dây Analysis Plus thì lúc nào mình cũng cảm thấy rất là đáng tin cậy khi cầm ở trên tay, nó rất là chắc chắn. Và thực sự là âm thanh của nó là đã được kiểm chứng bởi rất nhiều người yêu nhạc. Thì sợi dây tín hiệu ở chất lượng tuyệt vời này có giá thành chỉ 6 triệu đồng và hoàn toàn là được sản xuất tại Hoa Kỳ. Hiện đang có bán tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội. Kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy qua showroom để lựa chọn được cho mình những bộ dây tín hiệu chất lượng tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.